đầu tiên thì Xuân Lan xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả những anh chị em, coi như là những khán giả đầu tiên của bộ phim Cá Giá Của Hạnh Phúc. Đây là một cái dự án mà chúng tôi đã dồn hết tâm huyết, sức lực của mình và tình yêu của mình vào trong đó. Và hôm nay cho tới giờ thì thật ra Xuân Lan đến đây thì mình đang rất là hồi hộp, rất là run. Hồi nãy Xuân Lan có nói đùa với mọi người là tôi lấy chồng, tôi chưa bao giờ tôi run giống như vậy. Và bây giờ tôi đang rất là run. Tôi hy vọng rằng khi các anh chị đến đây để là những người đầu tiên xem, thưởng thức cái bộ phim, chúng tôi dùng hết những cái tâm huyết, tình yêu và cái kinh nghiệm của mình trong nghề của đạo diễn, của anh Thái Hòa, của toàn bộ các anh chị em diễn viên ở đây. Và chúng tôi đã thực sự là một gia đình. Và gia đình này hôm nay xuất hiện với cái giá của hạnh phúc. Rất là mong truyền đi cái thông điệp chúng tôi muốn tự khẳng định cái giá của hạnh phúc với chính đời mình. Và hy vọng quý vị, các anh chị và các bạn cũng giống như chúng tôi cùng lan tỏa thông điệp cái giá của hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn anh Lâm, chị Xuân Lan rất là nhiều với chia sẻ vừa rồi. Và ngay bây giờ xin mời các anh chị chúng ta di chuyển về vị trí của mình để bắt đầu buổi công chiếu trong buổi trường ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, hạnh phúc và gia đình là một chủ đề không quá cũ đúng không nào? Tuy nhiên cũng phải là mới trong ngành điện ảnh. Và mỗi bộ phim sẽ cho chúng ta một cách nhìn khác nhau về hạnh phúc. Và trong buổi trường ngày hôm nay với bộ phim Cái Giá Của Hạnh Phúc, chúng ta sẽ có một cái đặc biệt và mới mẻ trong khái niệm hạnh phúc. Và đặc biệt hơn cả là cái giá phải trả. Và đầu tiên thưa quý vị, cái giá có sự chờ đợi trong buổi trường ngày hôm nay là gì ạ? Là được xem phim. Và ngay bây giờ thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng thật lớn để đến với những thước phim của Cái Giá Của Hạnh Phúc. Alo, thật ra thì Xuân Lan ngồi đây, đây là lần đầu tiên mà xem một cái bản dựng hoàn chỉnh. Bởi vì thật ra Xuân Lan xem cái bản draft, đưa cái ý kiến của mình và sau đó là nhắm mắt lại để cho đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm tự feel, tự chỉnh sửa theo cái mood. Và thật ra khi mà chúng tôi coi lại những cái cảnh quay, tôi trải ra cái quá trình từ lúc xây dựng kịch bản, kể câu chuyện, viết kịch bản cho tới những ngày đầu tiên mà đoàn bấm máy, cho đến hành trình đi Hạ Long rồi quay tất cả những câu chuyện. Đó là một chuỗi ký ức mà tôi thấy là thực ra tôi cảm giác đó là một cái điều quá sức may mắn của một đoàn phim. Tôi, anh Lâm, anh Minh Đô và Tuyết Thanh có nói với nhau rằng nếu chúng ta làm nên cái bộ phim này, chúng ta sẽ chạm được phép màu. Và rõ ràng ngày hôm nay rất là cảm ơn các phép màu đó và cảm ơn quý vị đã đến đây. Tôi hiện tại rất là xúc động bởi vì lần đầu tiên tôi thấy tất cả những cái kết nối lại có cảm xúc của bộ phim. Tôi nhìn thấy những nhân vật và câu chuyện. Khi mọi người cười, tôi rất là mừng. Khi mọi người hú hét vỗ tay, tôi rất là mừng. Và khi mọi người khóc, tôi cũng rất là mừng. Và tôi hy vọng rằng tất cả những cái tâm huyết đó nó sẽ thành một cái hành trình mà để khẳng định rằng chúng tôi sẽ luôn luôn cống hiến những thứ tâm huyết nhất và tử tế nhất cho điện ảnh. Xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của chị Xuân Lan rất là nhiều. Còn anh Lâm thì sao ạ? Ý tưởng nào để anh có cơ duyên tạo thành bộ phim như thế này anh? Trước tiên Lâm xin cảm ơn tất cả các anh chị trong ngày hôm nay đã xem xong một cái bộ phim đầu tay của Lâm. Trước khi Lâm trả lời cho Lâm xin phép hỏi, đầu tiên Lâm xin cảm ơn tất cả dàn cast của Lâm ở đây. Thật sự nếu mà không có những người giỏi như vậy, Lâm nghĩ cái công việc của Lâm cực kỳ không có dễ dàng. Và nhờ những người diễn viên giỏi như vậy mà Lâm có thể có được cái bộ phim như vậy, Lâm thật rất là cảm ơn. Và đây cũng là một cái sự may mắn của Lâm khi mà có một dàn cast đỉnh như vậy. Thật sự cảm hứng đầu tiên của Lâm cho cái phim này là vợ Lâm. Dạ, Lâm là người truyền tình cảm nhiều nhất cho Lâm. Vỗ tay cho Lâm được không ạ? Thật sự khi mà Lâm làm cái phim này, khi mà lên kịch bản, khi mà Lâm có nói chuyện với ekip, giữa Lâm với vợ Lâm thật sự chỉ có một cái liên kết và một cái gọi là hai đứa rất là khác nhau về nhiều thứ lắm. Giờ chỉ có một cái liên kết là
hai đứa đều hiểu được cái giá trị của hạnh phúc. À, cái đó là cái động lớn nhất của Lâm làm cái phim này. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin mời tới câu hỏi của các anh chị báo chí ngày hôm nay ạ. Dạ rồi, xin mời anh ạ. Chúng ta có câu hỏi đầu tiên và tất cả chúng ta ngày hôm nay hy vọng là chúng ta cũng sẽ có nhiều câu hỏi để giao lưu với nhau để hiểu rõ hơn bộ phim và lan tỏa thông điệp này đến với tất cả mọi người để hiểu rằng là cái giá của hạnh phúc là như thế nào. Dạ, xin chào ekip của cái giá của hạnh phúc, của cái giá của hạnh phúc. Thì hiện tại thì em vẫn đang rất là nổi da gà sau khi em xem cái phim này, nên là trước hết là cảm ơn mọi người vì một cái phim rất là chỉnh chu. Cảm ơn bạn. Bạn cho tôi biết cái cảm xúc đầu tiên của một vị khách đầu tiên sau khi chúng tôi công chiếu. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì em thì đến từ fanpage VinFast, thì em sẽ có một cái số câu hỏi như sau. Thì trước hết thì em có đi trong buổi showcase thì em có nghe chị Xuân Lan và đạo diễn nói là phim cài cắm rất nhiều tình tiết ấn tượng. Thì em thấy đúng thật là rất nhiều, mà có một vài cái em thấy chưa hiểu lắm. Thứ nhất là về tên của các nhân vật. Thì đạo diễn có nói là tên các nhân vật có cái cắm gì trong đó, thì mình có thể bật mí chút xíu về đó không? Tại vì em thấy có tên của một người nổi tiếng ở trong phim. Dạ, và em còn một câu nữa là cái plot twist của phim thật sự nó làm em rất là bất ngờ. Vậy thì lý do gì mà mình mà đạo diễn quyết định là sẽ để dồn nó về 5 phút cuối cùng, và phần lớn thời lượng còn lại mình dùng để kể cái câu chuyện của gia đình, thay vì là mình đi theo cái mình kể cái quá trình mà nữ chính bốc trần người chồng của mình. Dạ, xin xin hẹn. Thật ra thì cái cài cắm ở những cái tên á là Quy Võ, Nina Võ, Võ Thành Cơ, Võ Thùy Dương, nhưng mà chỉ có gia đình này, gia đình họ Võ. Ngay trong cái showcase chúng tôi đưa là gia đình họ Võ xin mời quý vị các bạn đến buổi tiệc của chúng tôi, chứ không phải là gia đình họ Đinh. Và Đinh Công Thoại là một cái tên lẻ loi trong cái thiệp mời. Thì chúng tôi giống như là đây là một cái buổi tiệc gia đình, nhưng mà cái gia đình họ Võ, cái quyền thừa kế của dòng họ Võ, thì cái cài cắm của chúng tôi trong cái gia đình đó để thấy là ông này sống trong cái trạng thái là đi theo gia đình của nhà vợ và ẩn ức rất là nhiều những cái lý lẽ. Và bà, khi bà Dương nói với Nina ba con lạc lối như vậy cũng một phần lỗi do mẹ, thì bà bị ấy nấy là con mình không được mang họ chồng, thì chồng mới đi tìm cái một cái đứa con nào đó ở ngoài thì cho mẹ thời gian. Còn một cái tên của một người nổi tiếng ở trong này, thực ra là thưa nhường lời cho MC Lê Minh Ngọc nha. MC thật ra câu chuyện này bình thường thôi. Hiền hồ của chúng tôi là một chàng trai các bạn ạ, chúng tôi không cài cắm gì trong cái câu chuyện này cả. Dạ. Dạ, xin mời MC dưới gầm showbiz ạ. Dạ, ngày hôm nay sẽ bộc bạch những cái điều mà anh vừa chia sẻ trên phim cũng như đời thật ạ. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh, mà thật ra là em chỉ trả lời theo đúng cái vai của nhân vật của em. Và trong kịch bản thì em cũng được biết là vai của anh Trương Thanh Long thì họ của anh ấy là họ Hồ, còn tên anh ấy là Hiền, thì em đọc y chang như vậy thôi ạ, chứ cũng không có cài cắm gì. Cái đó là chắc là từ mọi người đang liên tưởng gì thôi ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Ngọc rất là chia sẻ vừa rồi. Cho Lâm xin phép trả lời cái câu hỏi số 2. Thật sự cái khi mà Lâm lên cái kịch bản viết về cái cuộc hành trình của người phụ nữ dành cái sự hạnh phúc và cái hy sinh của họ để được cái mái ấm gia đình, để hai đứa con mình không được cái ảnh hưởng cho đến cái quá khứ của mình đã xảy ra. Tại sao cái twist cuối cùng nó cần có, Lâm nghĩ cái sự khi Lâm xây dựng đến ông Thoại, đến cái những cái giai đoạn cuối cùng, thật sự cái cài cắm này nó đã có từ lâu, có từ những cái khúc đầu, nhưng mà vì cấu trúc, vì cái kịch bản nó phải thực hiện trong cái ác ba, tại vì cái đó là những cái niềm hy vọng mà mất hết, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được cái câu chuyện nó rõ hơn. Đó về cấu trúc mà thôi. Và Lâm cũng nghĩ đó là một cái sự hiệu quả, tại vì nếu thật sự nếu mà chúng ta quanh lại chúng ta coi là chúng ta đã thấy những cái cài cắm nó đã có từ lâu rồi, nhưng mà Lâm may mắn là các bạn không bắt được cho đến khi phút cuối, thì nó có một cái sự ngạc nhiên, thì cái đó cũng là cái Lâm rất mừng là nó thật sự Lâm mừng là nó thành quả được. Dạ, có biết là anh đã đó hài lòng về câu hỏi cũng như câu trả lời của mình chưa?
Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nãy giờ chúng ta nhắc rất nhiều về ông Thoại đúng không nào? Có phần riêng lẻ một xíu. Thôi thì anh Thái Hòa có thể cho biết rằng là lý do nhận lời khi mà tham gia bộ phim này anh? Mình nhận lời vì cái vai, vì cái vai trò của cái nhân vật ông Thoại trong cái kịch bản là cái kiểu vai trò mà từ trước giờ, từ lúc mình làm phim, đóng phim rạp cũng bao nhiêu năm mà mình chưa có dịp được làm cái dạng vai này, thì cái đó là cái yếu tố quyết định cái vai nó hấp dẫn mình. Rồi song song đó là cái kịch bản nó tròn trịa, rồi được mọi người cũng ủng hộ, và được đạo diễn cũng giải quyết cho mình cái nỗi lo là vào vai lạ, nhưng mà đạo diễn cho mình cái cơ hội để khám phá hết các hầu như là các phân đoạn trong kịch bản đó. Và chính cái đó là cái mình làm mình yên tâm nhận vai diễn này. Dạ, hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ ủng hộ một nhân vật sang chảnh đúng không nào, giống như ông Thoại khác rất nhiều so với những vai trước mà anh Thái Hòa đã đảm nhận. Chia sẻ thêm thì anh Thái Hòa có một cái mục tiêu để phấn đấu trong cái vai diễn này là mong muốn khán giả sẽ ghét ông Đinh Công Thoại, thì xin cho hỏi là các anh chị nếu mà xem phim thì có ghét ông Đinh Công Thoại không ạ? Mọi người có ghét không ạ? Hả? Không ghét, không ghét. Lý do là anh không ghét à? Là giống được thì cho phép mình có hơi lăng nhăng một xíu đúng không anh, kiểu như vậy. Thế là họ bị cái chi phối với cái đẹp, tính dục của họ khiến họ trở nên như vậy, cuối cùng họ phải tự xử cái đó. Dạ rồi, cảm ơn anh. Có phải là cái sự ăn năn của ổng khi ổng trả giống như ổng hành xác ổng, cái đó nó làm cho bạn phần nào thông cảm như vậy không? Dạ, em nghĩ không ai mà tự làm hại. Dạ, đó là cái giá phải trả. Cái giá phải trả và cái nỗi đau của bạn là đây là một cái người đưa ra cái nỗi đau đầu tiên, là cái nỗi đau bạn thấy ông Thoại là người đau nhất trong phim. Dạ đúng. Dạ, rồi, đó là một cái ý rất là hay. Rồi xin mời quay trở lại các câu hỏi của các phóng viên đi ạ. Dạ rồi, xin mời tất anh chị ạ. Dạ rồi. Anh này à, chị anh à. Đèn chóa quá em không thấy rõ luôn. Chị Cẩm Lệ. Dạ, rồi, xin mời chị nhé. À chị Cẩm Lệ. Xin chào. Đang làm phim, trước nhất thì chị xin phép là có lời chúc mừng đến với Xuân Lan và đạo diễn cùng với tất cả ekip một cái bộ phim mà nó mang đến một cái cảm xúc rất là đặc biệt cho khán giả có mặt hôm nay, về một cái sự chỉnh chu, một cái bố cục cũng như là tất cả những cái tâm huyết của đoàn làm phim người ta sẽ nhận ra được thông qua tất cả mấy cái chuỗi những cái nãy giờ mọi người cảm xúc mọi người đã nhận được. Rồi, cái điều này chị nghĩ là chị cũng giao cho khán giả sẽ nhận ra điều này sau những cái tâm huyết của đoàn phim. Chị có ba cái thắc mắc muốn trao đổi lại với đoàn phim. Thứ nhất là về phía Xuân Lan thì chị cũng hình dung ra cái độ nặng của cái vai diễn này rồi, nhưng mà chị cũng không nghĩ là nó nặng như thế. Ở một cái tâm thế của một người phụ nữ, khi người ta đã trải qua những cung bậc của cuộc sống, người ta mới hiểu được cái nỗi đau. Và cái điều mà một người phụ nữ người ta cố để gìn giữ cái hạnh phúc đó, chiến đấu để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình, cái đấy nó cũng không có xa lạ đối với cuộc sống này đâu. Nhưng mà ở em thì chị muốn biết là cái làm thế nào trong một cái vai trò đó mà nó khá nặng ở những cảm xúc như thế, thì em còn là vai trò nhà sản xuất nữa, thì điều gì để nó tôn tạo được cảm xúc của em, để em làm tròn được cái vai diễn và nó vượt bậc như thế? Thì cái phần đầu tiên chị muốn hỏi Xuân Lan. Giờ muốn chị hỏi hết không hay là dạ, từng câu? Chị hỏi hết đi. Cái câu thứ hai là chị dành cho Thái Hòa. Cái điều nãy giờ mọi người bàn tán, các bạn bàn tán về cái phần mà cô Thuyết ở sau cùng phim, thì chị muốn biết về cảm xúc của là một người trong cái nhân vật đó, thì bản thân Thái Hòa cảm nhận rằng cái chuyển biến tâm lý ở cái cô tiếp đó đối với một người đàn ông như thế, nó đã đủ để đẩy cảm xúc đó lên chưa? Nó có phải có, đối với Thái Hòa thì nó vừa tầm hay nó có quá là nhanh, quá chậm, hay là nó đẩy vượt cái cảm xúc của một cái nhân vật theo phát triển theo tính cách?
cái này chị muốn chia sẻ là cái người cảm thụ về cái nhân vật đó là cái câu thứ hai. Và cái câu thứ ba thì ở đây chị hỏi về đạo diễn một tí, trong cái vai trò mà cái tuyển cái dàn cáp á, thì chị cảm nhận là các bạn tất cả đều làm cái vai diễn rất là tốt, mọi người đều làm những cái vai của mình nó đè nặng như vậy, thì cái điều gì giúp cho đạo diễn nhận diện ra ở trong cái lý do lựa chọn của mình, nếu không phải những cái lý do về chúng ta về doanh thu hay những lý do về những cái tên tuổi bán vé, thì chúng ta lựa chọn dựa trên những cơ sở nhất định nào để chúng ta có thể chọn cái dàn cáp như thế này? Chị cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị Lệ. Chắc em nhường cho anh Thái Hòa trả lời trước ha. Thật sự thì mình không thấy chỗ đó nó nhân. Mình thấy khi mình đọc kịch bản thì mình thấy cái phản ứng của ông Thoại nó cũng rất là tự nhiên. Vì giống như là đạo diễn cài cắm rồi cái cột mốc của cái sự kiện nó xảy ra, khi đó nó làm ông sốc. Và chính vì cái quá sốc đó thì mình mới tin vào cái pha tự quỷ của ông. Thì mình không cảm thấy nó nhanh, nhưng mà mình nghĩ là giống như là có thể là hôm nay là cái ngày đầu tiên coi lại, lần đầu tiên được coi cái phim, thì mình vẫn muốn giống như là được làm tốt hơn nữa. Mình rất là hy vọng là sau này mình sẽ có nhiều cái cơ hội để làm việc với Lâm để mà làm kỹ càng hơn. Em cảm ơn lời hứa tiếp theo của anh bà trong dự án của tụi em. Là bây giờ nhường lời cho đạo diễn trước ha. Em xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thật sự em chia sẻ thật, anh Hòa là diễn viên đầu tiên anh Minh, nhà sản xuất của tụi em đã kết nối, và đây là cái sự may mắn nhất của đoàn phim. Em xin thành thật cảm ơn anh Minh Đô, anh Thái Hòa khi mà nhận lời, tại vì lần đầu tiên gặp anh Hòa rồi chia sẻ anh Hòa về cái cách em làm đạo diễn, cách em mà muốn làm cái phim là gì, hình dung ở nào, thì em nghĩ cái đó cũng là một cái may mắn anh Hòa tiếp nhận, và anh Hòa cũng có một cái thời gian suy nghĩ và đã nhận. Nhờ anh Hòa nó dễ dàng cho cái phim này tuyển những cái diễn viên kế tiếp. Thật sự Nguyễn Ân là một cái tên mà Lâm rất ái mộ. Lâm coi phim của Nguyễn Ân thì Lâm biết cô bé này có một cái cảm xúc rất là tự nhiên, và có cơ hội Lâm rất muốn, và không Lâm cũng ngạc nhiên là giờ Lâm là người nói ok đi nói chuyện với Nguyễn Ân. Đó là cái sự may mắn thứ hai đó đang xảy ra. Ở đây có Trâm Anh Quang Minh thì Lâm đại diện xong đã làm việc rất lâu từ hồi ở bên Mỹ. Thì anh Quang Minh thì chúng ta đã biết cái sự tài năng của ảnh, và em cũng thật xin lỗi anh Quang Minh. Anh Quang Minh cái dài của ảnh thật sự cái dài hơn, mà vì em phải đi cái tốc độ của cái phim nó hơi nhanh, em đã cắt chút xíu bớt thôi những cái cảnh anh Minh, em xin lỗi anh Minh trước cái phần này. Trương Thanh Long là bạn thân của Xuân Lan. Lâm đã biết Trương Thanh Long qua những cái fashion chưa biết diễn xuất như thế nào, nhưng mà khi mà Lâm có may mắn khi gặp anh Nhã, Trâm Anh và bé Quyên, thì các bạn đều đồng ý cho Lâm có thời gian tập tất cả những bối cảnh. Và đối với Lâm cái đó là cái sự may mắn, tại vì các bạn đã cho Lâm thời gian để Lâm có thể biết được những cái điểm yếu và những cái điểm mạnh của các bạn, và các bạn rất là tin Lâm để chút cái cảm xúc thiệt của mình, và nhờ vậy Lâm mới có thể đẩy các bạn vào những cái tình huống cho cái nhân vật. Đây là một cái mà Lâm thật sự cảm ơn. Nguyễn Ân thì tuyệt vời, Nguyễn Ân là người Lâm không cần phải nói nhiều, chỉ cần chút xíu thôi là đã ra. Đó là một sự may mắn. Anh Thái Hòa một điều rất là đặc biệt, Lâm cũng chia sẻ thật sự anh Thái Hòa mỗi cái cảnh nào anh Hòa sẽ gọi Lâm, anh Hòa là người thúc đẩy Lâm cần tập, anh cần cái này, xây dựng cái này. Đó là những cái chuyên môn mà nói Lâm chưa bây giờ có cơ hội. Lâm làm sản xuất rất nhiều phim mà chưa giờ Lâm thấy một người diễn viên có một cái sự chuyên nghiệp như anh Hòa, và điều đó cũng là giúp Lâm may mắn nha. Em xin cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì em quay lại câu hỏi đầu tiên của chị Lệ. Thực ra cái vai diễn này á, như mọi người xem cái credit cuối cùng á, câu chuyện cũng là do Xuân Lan kể, và có những cái mảng nó thật sự nó là cuộc đời của em thiệt.
cái cảm giác mà ngâm thuốc tẩy là em đã trải qua thật sự cho cuộc sống. Khi em phát hiện ra một lúc em song song với hai người phụ nữ khác trong suốt 3 năm thì nó cảm giác nó rất là kinh tởm, và mình liên tưởng mình bị chung đụng với những người khác, cảm giác nó rất là tởm. Thì huống hồ chi bà Dương bả lại liên tưởng đến những nụ hôn của chồng bả với lại con bả với lại cái người con dâu, tức như là em hình dung trong cái câu chuyện đó là cảm giác rất là ghê, và mình không có kịp cảm nhận về nỗi đau. Thì thật ra em chia sẻ với mọi người là cái vai diễn này em phải dành lấy cho mình vì cái vai trò em là nhà sản xuất và em là nhà đầu tư. Vì đạo diễn thấy em đầu tiên là không hợp vai. Đạo diễn nói là khi em đóng vai này người ta sẽ biết em rất là ác và em sẽ trả thù. Mà đạo diễn không tin em đóng vai hiền được. Thì em nói là đạo diễn không tin, kệ, em dành vai này cho em trước. Tại vì em biết rằng cái sức nặng của cái vai này, tại vì em cũng có tham gia viết vào kịch bản, thì em biết là cái nỗi đau này thật sự nó phải từ ở trong tâm, từ phải câu chuyện thực tế. Nó đau từ ở trong lòng, trong dạ, là một người mẹ đau vì con, một người vợ đau vì chồng, và tất cả những cái sự ức chế đó nó phải là một cái người có thể trải nghiệm. Thì quay trở lại cái quá trình mà khi em vào trong cái cảm xúc đó, thì em sẽ bị trầm cảm và em không thoát vai được. Em chỉ có bám víu cái thời gian em quay là em không nói chuyện với chồng, tại vì nói chuyện là nó sẽ tranh cãi giữa là diễn viên và đạo diễn và nhà đầu tư với đạo diễn. Hai bên tranh cãi với nhau, và em trong rất câu chuyện của hai vợ chồng em, cái thời gian quay phim rất mâu thuẫn, và hai vợ chồng em chỉ nói qua cái kênh là Vũ Tuyết Thanh và Đô Phim, là anh Minh Đô, là hai cái người đó giống như thông dịch viên cho hai vợ chồng, mặc dù nói tiếng Việt. Tuy nhiên là em nói là mình phải ráng. Cái phim này không phải là áp lực thành công của một mình, còn tất cả các anh em, các diễn viên, còn tương lai của chồng mình đây là lần đầu tiên làm đạo diễn, còn cả gia đình mình, còn tương lai của con cái, còn uy tín với tất cả những nhà đầu tư, và còn toàn bộ ekip anh em đoàn phim đi theo mình ròng rã, chịu cực chịu khổ bao nhiêu lâu, thì mình phải ráng. Thì đó là lý do tại sao thực ra là từ khi sau khi em tham gia phim này cho tới giờ em đã gầy hơn 7 cân, và mọi người nhìn thấy em càng ngày càng hốc hác. Và cho tới bây giờ những cái hôm nay premiere như vậy, từng cái số rạp, từng cái thiệp của mọi người là đích thân em làm luôn. Bởi vì em rất là chu toàn, em sợ là khi tiếp đón không tốt, mọi người sẽ đánh giá rằng đoàn phim sẽ chưa có đủ cái tâm để tiếp đón mọi người. Đó là lý do tại sao mà em rất là kỹ, và cho tới bây giờ, trước khi tới đây là em thực ra giống như là hoàn toàn kiệt sức. Nhưng mà cũng rất là mong rằng cái cảm giác của khán giả khi đón nhận bộ phim này nó sẽ bù lại. Và cho tới bây giờ, từ lúc tham gia bóng máy bộ phim, từ chuẩn bị bộ phim là đầu tháng 9, bấm máy phim là 18 tháng 2, cho tới bây giờ chưa có ngày nào em ngủ quá 5 tiếng đồng hồ. Và em vẫn là người sản xuất liên tiếp. Cái kế hoạch kế tiếp là cine tour, rồi xong rồi dạng như là bán vé, rồi tiếp thị truyền thông sau đó. Thì mọi người ở đây, các anh chị phóng viên báo chí chắc là không lạ gì với cái tên Xuân Lan. Mỗi ngày đưa ra những cái câu chuyện mong muốn được chia sẻ, mong muốn được giúp đỡ. Và bản thân em thật sự luôn, em rất là mong sau cái đoàn phim này, không phải em với anh Thái Hòa hoặc anh Lâm, mà toàn bộ ở đây đều là những người sẽ được yêu thương và có cơ hội để bước tiếp đến trên con đường điện ảnh của những cái dự án kế tiếp. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó là quay là chia sẻ từ nhiều chị Sư Trang, thấy rằng là có rất nhiều những khó khăn, đúng không nào, thậm chí là có những cãi vã nhau nữa. Tuy nhiên thì để làm nên một cái bộ phim thành công thế này, chắc chắn rằng là phải thấu hiểu nhau rất là nhiều. Đó cũng là một trong những thông điệp của cái giá hạnh phúc. Bây giờ thì tiếp tục. Cảm ơn Hương Giang. Thật ra đó, nếu bà Xuân Lan ở ngoài đời mà gặp cái cảnh này, bà Xuân Lan diệt liền. Đó là lý do tại sao đạo diễn nói bà Xuân Lan rất là dữ, vào vai ác không vào vai hiền được. Nhưng đây là bà Võ Thùy Dương, và bà Võ Thùy Dương sẽ đại diện cho rất nhiều những người phụ nữ đau khổ, lay hoay trong cái hạnh phúc gia đình, giữ bằng cái lý do là tôi giữ chồng là cho con tôi, giữ gia đình là cho chúng tôi. Và cho dù đi đâu thì đi, đàn ông có quyền đi lăng nhăng nhưng cuối cùng cũng quay về gia đình và đặt ra cho mình một cái niềm tin nào đó. Bà Dương đại diện cho rất nhiều những người phụ nữ đang âm thầm chịu khổ và có tìm luôn luôn tìm một cái lý do bao biện cho chồng mình ngoại tình. Thì Xuân Lan không phải là bà Dương, Xuân Lan là diễn viên đóng vai Võ Thùy Dương. Thì phản ứng của Xuân Lan đầu tiên khi mà vào trong những kịch bản á, mình phản ứng rất là mạnh. Bà Dương phải là người mạnh mẽ, thì đạo diễn nói đó là bà Xuân Lan.
Còn bà Dương thì phải làm cho khán giả cảm thấy ức chế, bực mình bởi vì bà Dương quá nhu nhược. Đến lúc khán giả không chấp nhận được thì khán giả sẽ vỡ bà ra vì bà Dương, bà có cái kế hoạch của bà. Và cái cốt lõi của hai vợ chồng khi mà làm cái phim này á, sẽ có cái ba cái cốt lõi như sau. Một là nền tảng giá trị hạnh phúc của gia đình. Hai là người nào làm sai thì phải nhận lấy bài học đích đáng. Ba là cho dù hoàn cảnh thế nào thì Tiểu Tam cũng là người không đúng. Cho dù là vô tình hay cố ý, hay là nạn nhân hay là chủ động, thì cũng là người không đúng trong cái câu chuyện của ba người. Rồi, xin cảm ơn ông Giang. Dạ, đó là câu hỏi và câu trả lời đến từ chị Xuân Lan. Và dạ, tiếp theo ạ, xin mời chị. Cô diễn viên Xuân Lan là người đã đồng hành cùng với Việt Thành tạo lập ra La La Land. Và chúng tôi cũng xin mời ông Đỗ Quang Minh và bà Vũ Tuyết Thanh lên sân khấu ạ. Có lẽ là trong lúc chờ đợi hai nhân vật thì cũng xin mời anh chị chúng ta sẽ chia sẻ ngắn gọn về cái hoài bão to lớn của mình trong việc thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay này ạ. Xin mời anh chị. Các mày dừng giờ nói trước và giờ sẽ giỏi hơn mày về tiếp. Đầu tiên thì cho Xuân Lan xin gửi lời chào trân trọng nhất và xin cảm ơn sự có mặt quý báu của tất cả khách mời của ngày hôm nay. Chúng tôi là một ekip La La Land, Bô Phim và Galaxy. Hôm nay rất hân hạnh để có thể trình chiếu cho quý vị là những vị khách đầu tiên của bộ phim điện ảnh Cái Giá Của Hạnh Phúc. Và cái giá của hạnh phúc là cái cốt lõi ở trong mỗi con người vẫn phải đi tìm mỗi ngày. Và hy vọng rằng mọi người sẽ cảm nhận được cái tâm và cái hạnh phúc thật sự của con người mình và cùng lan tỏa chúng tôi thông điệp về hạnh phúc. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đầu tiên mình xin cảm ơn tất cả các quý vị có mặt có ngày hôm nay. Đây là cái phim đầu tay mà Lâm Phương nghĩ là mình được một cái sự may mắn. Mình biết là đã may mắn từ đầu phim có phát hành. Từ bắt đầu cái phim này là đã có vợ mình rồi, đó là cái may mắn đầu tiên. Hôm nay gặp tất cả các bạn ngày hôm nay thật sự là rất là hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay. Xin cảm ơn các chị và các chị chụp tấm hình lưu niệm của những người đồng hành, những người sản xuất tạo nên bộ phim này. Thưa quý vị, và xin hãy dành một tràng tay để chào đón dàn diễn viên trong bộ phim Cái Giá Của Hạnh Phúc. Nào, chúng ta có thể vẫy tay chào camera giúp chúng tôi được không ạ? 1, 2, 3, xin mời. Vâng, giờ xin phép anh chị cho phép chúng tôi phỏng vấn thật nhanh bởi vì sắp đến giờ công chiếu. Đầu tiên thì chúng tôi xin mời chị Xuân Lan, chị có thể chia sẻ một chút thông điệp về bộ phim này và liệu đây là một bộ phim đầu tiên thì chị mong đợi điều gì trong bộ phim này? Xin mời chị. Xin mọi người hãy xem phim bằng sự cảm thông, bằng sự rung động của trái tim. Và mọi người, Xuân Lan tin chắc rằng ai cũng có nhu cầu tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc. Mỗi người sẽ có một cách khác nhau và chúng tôi sẽ có những cái câu nói rất hay là cái giá của hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi bằng nỗi đau, nhưng có đau cũng là xứng đáng. Xin mời mọi người theo dõi bộ phim và ủng hộ cho chúng tôi nhé. Cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, cho phép chúng tôi xin mời chia sẻ của Nguyễn Ngân. Vâng, xin mời Nguyễn Ngân chia sẻ đôi điều về việc cơ duyên đến với bộ phim này và bạn mong đợi gì trong cái vai diễn của bộ phim. Dạ, trước hết là Uyển Ngân xin kính chào tất cả quý vị có mặt ở đây ạ. Dạ, vâng, thì cơ duyên được đến với bộ phim này đó là nhờ nhà sản xuất gọi mời thì em cũng mới đến được với bộ phim này. Và đây là bộ phim tất cả mọi người trong ekip đã cực lực để hoàn thiện nó trong vòng 1.5 tháng. Mọi người đã phải lên Hạ Long, đã phải làm việc với cái thời tiết là 16 độ. Thì em mong là tất cả những cái sự nhiệt huyết của từng người trong đoàn phim có thể mang đến cho quý vị khán giả những giọt nước mắt và những nụ cười cùng với những nhân vật trong bộ phim ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, đáng lý là chúng tôi sẽ phải hỏi mỗi diễn viên của chúng ta một câu hỏi trước khi bước vào rạp chiếu phim. Tuy nhiên giờ chiếu phim của chúng ta đã bắt đầu rồi, nên chúng tôi xin phép cái phần hỏi và đáp ấy sau khi chiếu phim thì các diễn viên của chúng ta sẽ chia sẻ. Lần nữa, một tràng tay để chờ đón các diễn viên của bộ phim Cái Giá Của Hạnh Phúc. Và xin mời các chị chúng ta di chuyển vào bên trong rạp để xem xuất chiếu đầu tiên của bộ phim này. Và sau phần chiếu phim, chúng tôi sẽ có phần hỏi và đáp giao lưu cùng với đoàn phim. Xin mời các anh chị ạ, xin mời anh đạo diễn đi trước và chúng ta sẽ cùng với các chị diễn viên bước vào trong. Thank you.
Xin mời các chị chúng ta liên hệ với khu vực phòng vé của chúng tôi để chúng ta đổi vé và sau đó sẽ bước vào rạp. Các chị nhận cái mã vé code bằng cái tin nhắn điện thoại thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để đổi lấy vé cứng ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và một lần nữa, chúng tôi xin rất cảm ơn quý vị đã đến với buổi giới thiệu ra mắt bộ phim Cái Giá Của Hạnh Phúc. Và ngay bây giờ chỉ ít phút nữa thì bộ phim sẽ được chiếu. Cho nên chúng tôi xin mời quý vị chúng ta nhanh chân vào trong rạp. Xin cảm ơn rất nhiều và chúc quý vị một buổi thưởng thức phim thật trọn vẹn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.